Trong video này mình sẽ đi sâu hơn về mặt thiết kế và cũng như màn hình của hai sản phẩm này. Còn về phần hiệu năng và camera thì mình sẽ đánh giá sâu hơn trong một cái video tiếp theo. Đầu tiên là về mặt thiết kế thì cả Redmi 5 Plus và Meizu 16S đều khiến nhiều người phải ngỡ ngàng về cái sự sang trọng của thiết bị này. Mặc dù cũng mức giá của nó khá là bình dân, chỉ khoảng tầm 3 triệu rưỡi đến 4 triệu đồng mà thôi, nhưng bạn đều có một thiết kế là kim loại nguyên khối khá là sang trọng và đẳng cấp. Số đo ba vòng của hai sản phẩm này đều khá là ấn tượng. Tuy nhiên thì trên chiếc Redmi 5 Plus nó khá dài hơn đôi chút, 158,5mm so với là 152 trên chiếc Meizu 16S. Và cái trọng lượng của nó cũng khá là đầm, nặng hơn, 180g so với 160g, do sản phẩm này có một kích thước màn hình lớn hơn ở mặt trước. Nên tổng thể thì chiếc Redmi 5 Plus nó sẽ đầm tay hơn và cầm cảm giác nó sẽ phù hợp với bạn nào có bàn tay to thì nó sẽ cầm chắc hơn. Còn với Meizu 16S thì nó lại khá là nhẹ nhàng và hợp với bạn nào có bàn tay nhỏ. Mặt sau thì mình sẽ đi sâu một chút, thì ở mặt sau thì chiếc Redmi 5 Plus sẽ có một cái phong cách thiết kế rất giống với cái đời tiền nhiệm Redmi Note 4X. Trong khi đó thì Meizu 16S lại rất giống những đời tiền nhiệm như là Meizu Pro 5 và Pro 6 thì phải. Với Pro 6 với cái đường anten rất là giống với iPhone 7 Plus, nên tạo cảm giác nó thanh mảnh, nó thanh thoát hơn nhiều so với kiểu là chia làm 3 phần riêng biệt như là trên Redmi 5 Plus. Thì mỗi người sẽ có một cảm nhận riêng, tuy nhiên thì mình thấy trên chiếc Meizu 16S nó đẹp hơn khá là nhiều. Bù lại thì cái iPhone này đều có những cái điểm nhấn đặc biệt khi mà được gia công khá là tỉ mỉ ở các chi tiết như là phần viền camera, rồi là các chi tiết như là nút nguồn, tăng giảm âm lượng, khá đặc biệt khi được vát cắt CNC khá tinh tế và sang trọng. Đây là cái điểm mà tất cả những sản phẩm giá rẻ hầu như là không có được. Đó, cái viền loa cũng vát cắt CNC. Cái điểm đặc biệt trên chiếc Meizu 16S là nó sẽ có một cái cảm biến vân tay được đặt ở bên phải. Cái này thì rất giống với cái hơi hướng của dòng Xperia của Sony, khá là thuận tiện mà mình đặt phát này có thể là cảm biến dùng cảm biến vân tay được luôn. Tuy nhiên thì nút nguồn lại hơi cao một chút. Đó, giá như nút nguồn đặt ở đây thì sẽ hợp lý hơn. Vân tay ở trong trên Redmi 5 Plus sẽ được đặt ở mặt sau, nên bạn hoàn toàn nếu muốn dùng cái này thì phải bắt buộc phải nhấc lên và đặt ở đây. Nó cũng rất là thuận tiện. Nói chung là tùy vào mỗi người. Trên chiếc Redmi 5 Plus thì bạn dùng tay trái tay phải cũng được. Còn trên chiếc Meizu 16S thì bạn phải dùng tay phải sẽ tốt hơn nhiều. Đó. Tổng kết lại thì về mặt thiết kế thì sẽ do nhu cầu sử dụng của bạn quyết định. Bạn là người tay to hay tay nhỏ, là bạn thích một sản phẩm to bự hoặc là một sản phẩm nhẹ nhàng các thứ thì bạn tùy vào cái nhu cầu của bạn thôi. Đặc biệt là nếu mà bạn nam mà hay mặc quần jean thì trên chiếc Redmi 5 Plus thì khi mà đút vào túi quần nó hơi bị cộm một chút. Còn Meizu 16S thì nó khá là nhẹ nhàng, mình có thể di chuyển thoải mái với chiếc máy này. Thế tùy vào cảm nhận của mỗi người, mình sẽ chọn chiếc Meizu 16S. Đi sâu một chút về phần màn hình thì thông số chi tiết của hai sản phẩm này thì như sau. Trên chiếc Redmi 5 Plus sẽ được trang bị một màn hình 5.99 inch, độ phân giải sẽ là Full HD Plus, và trên chiếc Meizu 16S sẽ là một màn hình nhỏ hơn một chút, 5.7 inch, và độ phân giải chỉ dừng lại mức HD Plus mà thôi. Thì cái điểm hơi đáng tiếc một chút trên một sản phẩm đắt tiền hơn là Meizu 16S, khi mà nó được trang bị một cái màn hình có độ phân giải thấp hơn khá là nhiều, mặc dù cùng là công nghệ là LCD và trên tấm nền là IPS. Tuy nhiên thì cái mật độ điểm ảnh trên Redmi 5 Plus rõ ràng ấn tượng hơn rất là nhiều, 403 ppi so với 282 ppi trên Meizu 16S. Và mặc dù thì chỉ lớn hơn 0.2 inch mà thôi, nhưng mà rõ ràng là bạn cảm thấy là cái màn hình 18:9 full view trên Redmi 5 Plus nó ấn tượng hơn rất là nhiều so với Meizu 16S. Và cũng như là cái độ chi tiết khi bạn nhìn kỹ ở các icon nó cũng sẽ không bị hiện tượng bị vỡ như trên Meizu 16S này. Đó, Meizu thì bù lại thì cái tấm nền của nó cũng khá là trong. Và ngoài cái sự khác biệt về độ phân giải màn hình ra và về kích thước màn hình thì cái sản phẩm này đều đem lại một cái góc nhìn rất là tốt, và cái độ sáng cao mình có thể sử dụng ngoài trời hoàn toàn ok. Và cái độ nghiêng của nó cũng khá ổn, tại vì màn hình của nó là từ tấm nền IPS mà. Cả hai sản phẩm này sẽ đều được trang bị cái công nghệ là bạn có thể điều chỉnh được cái nhiệt độ màu trong cái phần cài đặt màn hình. Thì mình có thể chỉnh được tông ấm, tông lạnh theo tùy vào cái mức bạn có thể lựa chọn. Mình thì hay để cái mức medium. Còn nào buổi tối mà hay đọc báo, mà hay đọc tin tức giải trí thì có phải bật cái chế độ là màn hình buổi đêm nó sẽ vàng hơn một chút và nó sẽ dịu hơn. Cả hai máy này đều trang bị cái công nghệ như vậy. Mình sẽ có một bài đánh giá sâu hơn về phần camera sau khi một tìm hiểu kỹ hơn, cũng như là về phần hiệu năng. Và đấy là một vài cảm nhận riêng của mình về hai sản phẩm này. Nói chung là về thiết kế và màn hình thì rõ ràng là mỗi chiếc máy nó sẽ có một cái điểm nhấn riêng. Bạn yêu thích sự nhỏ gọn hay như thế nào, hoặc là yêu thích màn hình to như nào thì do bạn và tôi. Và bạn hãy để lại cho mình comment ở phía bên dưới, và mình sẽ làm một cái video về hiệu năng so sánh giữa hai sản phẩm này cũng như là về phần camera, thì bạn có thể theo dõi trong các video lần sau. Và đừng quên truy cập trong app của Diệu Thông Minh.vn để biết thêm giá bán và nhiều thông tin chi tiết hơn. Còn giờ xin chào và hẹn lại các video lần sau.